Anh sẽ em muốn hai hai cái vợ, hai vợ hai hai vợ. Xin chào mình là lô pa. Em muốn hai cái bạn hai hai vợ. Ờ. Bạn vừa cầm cuối á. Em muốn bạn hai. Cái bài em nói tôn vinh cái bài. Em đi đâu cũng nói hay cho em tới chương trình em hướng dẫn đi. Oh. Nó lạ chứ đâu trước giờ ai cũng biết Lưu Hoàng hát rất là hay, đi đâu cũng hát rất là hay, nhưng mà tới chương trình này hát đúng mấy khán giả không biết vui. Oh. Nó tạo ra cái cảm giác lạ, anh trải nghiệm lạ mà hát chở thua đúng không? Hát chở thua hết tất cả rồi đó. Chạy thua mà để lại ấn tượng thì cũng được đúng không? Có nhiều anh chị tới đây là muốn chọn chúng các bạn hát dở luôn á, thiệt hát dở nó. Thì em chưa bao giờ hát với bạn hát dở không? Chưa. Nhưng mà hát dở trong đây là đặc sản không? Hát kinh khủng lắm mà em có thể trên hình khác luôn chứ. Em trụ lại nó hỏi bạn chứ thôi em sẽ... Bạn lĩnh là nằm ở đây đúng không? Lâu là em sụp theo luôn đúng không? Chịu hỏi là hát được luôn ra. Tao luôn hàng là mới tham gia tháng hôm nay 5 mùa rồi, mà nãy mùa 5 luôn hàng mới tham gia. Hy vọng là quý khán giả sẽ ủng hộ luôn hàng nha. Và hy vọng là luôn hàng sẽ chọn bạn hát hay thì rất là khó, hát dở thì dễ, tại vì chương trình của anh tới 7 người là có 6 người hát dở rồi. Là một người hát xuất rất là thật luôn đó, nên em phải bỏ chồng. Bỏ chồng? Ờ, bỏ chồng, tại vì là mình đang tham gia với một tâm lý rất là thoải mái nhưng cũng đang hơi đề phòng, bởi vì lần đầu tiên vô thấy nãy mọi người vô kêu là những người nào mà lần đầu tiên là sẽ bị chặt chém rất là ghê, mà người mình toàn si quách không chặt đấu đá gì đâu, mình sẽ coi sao. Miu Lê. Đúng rồi, Miu Lê. Hôm nay rất là tham gia Lô Hoàng luôn, nhưng hôm nay hai người là ở hai chiếc ghế thì không biết thì mình có cạnh tranh đến cùng không, hay là sẽ nhường nhịn Miu Lê mà nó quyết định. Chị ngã em nâng, nhưng mà cái tầm này thì chị ngã đi. Thì em vẫn sẽ nâng chị, nhưng mà chị để chị em thắng nha. Tại vì bình thường luôn Hoàng chơi game show luôn Hoàng rất là ít khi thắng. Xem, theo dõi chương trình vào mai chương trình sẽ có phát sóng lúc 19 giờ trong phòng thao sẽ có một cái chứa một số từ trong ly bên kia, thì Hoàng bóc bất kỳ một từ đó mà phải hát một đoạn, có một đoạn có nối từ phải không? Không cần nối, chỉ cần có chứa cái từ đó trong câu hát của Hoàng. Ok, trong 3 phút thì coi Hoàng có vượt qua được các nghệ sĩ khác không nha. Ok, Hoàng có thể bóc một lần một nhiêu lúc được 3, 2, 1 bắt bong bóng. Ngày xưa lớp thơ ấy có một nàng công chúa hồn nhiên như liệu, cái bài đó là công chúa bong bóng đúng không? Ngày xưa tôi bé cùng nàng công chúa liêu lên bong bóng mưa. Ok, được mà đúng không? Đúng, okay. Lè một bài gì có từ lè. Có con chim lè lè nó đậu cánh mé. Mùa thu. Mùa thu, mùa thu Hà Nội. Đúng không? Có bài đó rồi. Đúng rồi, nên là hát toàn câu với tiếng. Có lẽ nào em mùa thu đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng có. Okay, đúng rồi, đó, 3 lần nha. Con tim vì em yêu đôi, muôn đời em vẫn yêu đôi. Không có tim luôn rồi. Bỏ qua. Bốc một loạt được không? Mơ nè. Có giấc mơ nào em nè. Đây. Mỹ. Mỹ. Cái gì nhỉ? Mỹ muốn đi. Không nào ta rồi, bỏ qua đi. Tự nhiên cái Mỹ, một Mỹ liệt luôn á. Bé. Con cò bé bé nó đầu cành tre. Gà tóc cú. Gà con gà gáy lè té lè sang rồi ai ơi. Rồng qua. Trống bỏ qua luôn. Dâu trời hái dâu hả. Dâu bỏ qua luôn. Ho. Bỏ qua luôn. Tiền à. Đâu phải có tiền mua được bài hiếm. Bỏ qua. Thật sung bỏ qua. Trời tự gì khó vậy. Đúng mà. Em không à, đó, em không sai chúng ta sai. Nhưng mà em không đúng chúng ta đúng. Bỏ qua luôn. Tuyết.
Tuyết chẳng có đâu em ơi, chỉ có tôi bên cạnh em thôi. Tháng 10 đẹp nhất bông sen mà em không biết bài nào. Hợp. Bỏ qua luôn. Trời, nhiều dữ vậy ta. Lỡ. Trai à. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay. Rồi. Nước mắt. Khó quá. Cho qua. Ơi. Này là em gì ơi. Next. Lỡ. Có bài như mình lỡ mà hát thì sao ta? Rồi, bỏ qua luôn. Rồi người. Mưa. Mưa cứng đến, mưa vẫn thế lên mắt bên nhau. Rồi, trộn, bài gì mà trộn chơi. Sương chiều. Có giấc mơ nào em đêm. Dính nha, rồi. Thằng chơi game này nói thấy sao? Thấy bốc được chữ cuối là chia tay. Tức là khi mà mình chung với nhau mình tính thời gian thì mình sẽ bị áp lực về tâm lý. Đúng rồi. Khó nhớ được. Đúng, thực ra thì những cái từ này rất là những cái từ mà rất là thường dùng trong những cái lyric của bài hát. Nhưng mà với một dàn tất cả những con người xinh đẹp đang chĩa hàng chục cặp mắt vào đây thì không thể nào múa rìu có mắt thở được các bạn. Không chế lời được rồi. Vậy thì sau cái phần này Hoàng chia sẻ một chút về ca khúc mà mình giới thiệu cho khán giả trong chương trình này. Ca khúc này là một ca khúc mà Lưu Hoàng đã ra mắt trong năm 2019 vừa qua. Và hy vọng rằng đến năm 2020 này mọi người vẫn sẽ tiếp tục nghe và ủng hộ và cũng như yêu thương cho những sản phẩm sắp tới của Lưu Hoàng nhé. Một sáng tác của Nguyên Zenda và hòa âm phối khí bởi Tùng Music, Tùng Acoustic. À, yêu em dài khờ. Mọi người ủng hộ và đón xem Hoàng trong chương trình của Giọng Hải Giọng Anh mùa năm kỳ này nhé. Đúng rồi. Đó. Thì vậy giờ nhắc lại mới nhớ nè. Vậy thì mùa này thì chúng ta có nhắc tiếp tục là khỏi các cược của trong Gaga đúng không? Mùa này luật có một cái sự thay đổi. À, Sam quay đây là tập đầu tiên luôn nha. Và luật mới vừa tới luôn thì mới nghe là luật năm nay là thay đổi. Là không cần cá cược đó mọi người. Mình còn sẽ tốn tiền còn nhiều hơn nữa. Hôm bữa là cái đợt mà mấy con gà đó là như là tốn dưới 1 triệu hay là 1 triệu thôi. Mà cái đợt này là nghe nói là chọn sai. Một cái là phải khách mời là phải đút ra liền 2 triệu, đưa ra liền 2 triệu. Có nghĩa là nếu mà hai dòng mình chọn sai hai lần là mình phải mất 4 triệu. Không biết là sẽ đủ tiền để trang trải, đầu tư make up và stylist hay không nữa. Vậy là năm nay vẫn tiếp tục, chị vẫn dám chơi lớn luôn. Không dám chơi lớn mà tại chương trình ép thôi, đó là luật mới. Giờ tới mới biết. Thì mùa vừa rồi thì chị Sam tuyên bố là xây dựng một hình ảnh một cô gái chí trắng và nói. Trời, tôi lại nói một điều nguồn gốc như vậy à? Không, thực sự là nói đùa vậy thôi chứ như mọi người thấy là cái hình ảnh của Sam á, là mọi người đã thấy đủ chín chắn rồi. Đây mọi người thấy là một cái bộ vest rất là công sở và một cái đôi môi rất là trầm để thể hiện cái sự thâm trầm trong cuộc sống của một người phụ nữ. Thì điều này là chứng tỏ là Sam cũng muốn theo đuổi cái hình ảnh của người phụ nữ gọi là trưởng thành và thành đạt. Dạ, em được biết là cái mùa trước là chị Sam là tham gia với vai trò là khách mời nghệ sĩ. Thì năm nay là chị Sam đến với vai trò ca sĩ đúng không chị? Thấy bộ đồ là biết rồi, dạ. Thấy làm tóc là biết rồi, thấy không? Dạ, rất là đầu tư. Và còn một cái giờ rất là đặc biệt nữa trong mùa này mà mọi người phải chờ đón nha. Thế đảo lộn. Ủa sao tự nhiên... Nhìn... Chuyện... Chuyện hai chúng... Ủa sao tự nhiên gắm nhất vốn được ta? Thôi tìm một bài khác dễ vô hơn nè. Thôi hát bài này nè. Cái gì? Nút quyết định đi nè. Buổi sáng hôm ấy thay. Con quỷ kia nó phản ứng. Sao mày phản ứng dữ vậy? Trời ơi, trợ lý của em Sam nó phản ứng quá đi á. Đúng rồi. Buổi sáng hôm ấy thấy em bật khóc. Đóng cửa lại nha mấy đứa. Rồi vội vẫn lâu thật nhanh nước mắt. Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau. Vì em đã có người yêu. Cứ
giọng hơi cao đúng không? Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều khi là thôi bây giờ qua cái bài bức tranh từ trước mắt này, tức quá tại vì bài này thích lắm mà sao giờ không vô được. Chuyện hai chúng ta bây giờ khác tông sao đúng không? Chuyện hai chúng ta bây giờ khác rồi, thật lòng anh không muốn ai phải bối rối. Ai làm gì cứ làm thoải mái. Dạ. Sợ em nhìn thấy nên anh đành ủa sao? Ủa cái bài này không nhớ ra được cái giai điệu luôn mọi người ơi. Nhưng mà đây là một bài ngày xưa rất là mê luôn. Trách ai thì nhớ, trách ai bây giờ, trách mình thôi. Rồi. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã xem những cái chia sẻ rất là xàm xí của Sam. Nhưng mà mọi người hãy nhớ ủng hộ chương trình Dòng Ải Dòng Ai mùa năm nha. Bởi vì Dòng Ải Dòng Ai mùa năm này có một vài cái sự thay đổi rất là thú vị và rất là vui. Mọi người hãy đón xem Dòng Ải Dòng Ai mùa năm được phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2020. Bye bye.